Trong bước khởi đầu của năm học mới, đề tài về việc mua đồng phục học sinh trở thành tâm điểm khi các trường học triển khai hoạt động đóng góp cho năm học mới. Trong bối cảnh này, một tình huống tại trường Trung học phổ thông Bình Phú, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự chú ý và gợi mở về tính cần thiết và tính bắt buộc của việc mua đồng phục cho học sinh. Cụ thể, một nữ sinh tại trường đã chia sẻ về trải nghiệm mua đồng phục tại đây, gây nên một cuộc tranh luận về sự bắt buộc và cần thiết của việc áp dụng đồng phục trong giới học sinh. Trong cuộc trò chuyện với một nhân viên của trường, nữ sinh này đã thể hiện nguyện vọng của mình chỉ mua áo đồng phục thêm vì đã sở hữu một chiếc váy. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối do chính sách của trường quy định việc mua đồng phục theo bộ. Ngay sau khi thông tin này được phản ánh, nhà trường đã nhanh chóng thực hiện biện pháp nhắc nhở và điều chỉnh hướng dẫn sai lệch từ phía nhân viên. Ông Trần Nghĩa, nhân hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bình Phú, đã khẳng định rằng trường không bắt buộc học sinh thực hiện bất kỳ điều gì mà sẽ luôn tôn trọng quyền tự chủ và tùy nguyện lựa chọn của học sinh. Vấn đề mua sắm đồng phục học sinh và các khoản thu chi liên quan đến năm học mới luôn là mối quan ngại của phụ huynh. Để giảm bớt gánh nặng và chi phí cho gia đình học sinh, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định cụ thể để điều chỉnh việc này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đưa ra mức hạn mức cho các khoản thu và dịch vụ trong trường học công lập, bao gồm cả mức phí mua sắm đồng phục học sinh từ 200.000 đến 500.000 đồng, bộ. Đây là một nỗ lực đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh để tạo sự minh bạch và công khai trong việc thu chi tại trường học, giúp phụ huynh có khả năng theo dõi và ngăn chặn tình trạng lãng thu. Ngoài ra, một số trường học còn áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về trang phục học sinh. Ví dụ, trong năm học năm 2023 đến năm 2024, Sở GD và đội tuyển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quy định trang phục cho học sinh nam bao gồm áo sơ mi trắng, quần tây màu đen hoặc xanh đen và yêu cầu đi dép có quai hậu hoặc giày. Trong bước khởi đầu của năm học mới, đề tài về việc mua đồng phục học sinh trở thành tâm điểm khi các trường học triển khai hoạt động đóng góp cho năm học mới. Trong bối cảnh này, một tình huống tại trường Trung học phổ thông Bình Phú, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự chú ý và gợi mở về tính cần thiết và tính bắt buộc của việc mua đồng phục cho học sinh. Cụ thể, một nữ sinh tại trường đã chia sẻ về trải nghiệm mua đồng phục tại đây, gây nên một cuộc tranh luận về sự bắt buộc và cần thiết của việc áp dụng đồng phục trong giới học sinh. Trong cuộc trò chuyện với một nhân viên của trường, nữ sinh này đã thể hiện nguyện vọng của mình chỉ mua áo đồng phục thêm vì đã sở hữu một chiếc váy. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối do chính sách của trường quy định việc mua đồng phục theo bộ. Ngay sau khi thông tin này được phản ánh, nhà trường đã nhanh chóng thực hiện biện pháp nhắc nhở và điều chỉnh hướng dẫn sai lệch từ phía nhân viên. Ông Trần Nghĩa, nhân hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bình Phú, đã khẳng định rằng trường không bắt buộc học sinh thực hiện bất kỳ điều gì mà sẽ luôn tôn trọng quyền tự chủ và tùy nguyện lựa chọn của học sinh. Vấn đề mua sắm đồng phục học sinh và các khoản thu chi liên quan đến năm học mới luôn là mối quan ngại của phụ huynh. Để giảm bớt gánh nặng và chi phí cho gia đình học sinh, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định cụ thể để điều chỉnh việc này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đưa ra mức hạn mức cho các khoản thu và dịch vụ trong trường học công lập, bao gồm cả mức phí mua sắm đồng phục học sinh từ 200.000 đến 500.000 đồng, bộ. Đây là một nỗ lực đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh để tạo sự minh bạch và công khai trong việc thu chi tại trường học, giúp phụ huynh có khả năng theo dõi và ngăn chặn tình trạng lãng thu. Ngoài ra, một số trường học còn áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về trang phục học sinh. Ví dụ, trong năm học năm 2023 đến năm 2024, Sở GD và đội tuyển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quy định trang phục cho học sinh nam bao gồm áo sơ mi trắng, quần tây màu đen hoặc xanh đen và yêu cầu đi dép có quai hậu hoặc giày.